Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ tới các chị và các bạn cái cách làm mứt trùm ruột của gia đình mình. Và cái cách chia sẻ này thì cái trái trùm ruột nó rất là còn giữ được cái độ thịt nè và ăn không có bị quá ngọt, kết hợp với một cái nguyên liệu đặc biệt làm cho cái món mứt của mình lên màu đẹp tự nhiên nè và có cái mùi thơm rất là đặc trưng luôn đó. Nếu mà bạn nào chưa làm thành công với món mứt trùm ruột này thì có thể tham khảo video của mình ngày hôm nay nha. Đảm bảo rằng các chị và các bạn sẽ cực kỳ hài lòng với cách chia sẻ của mình ngày hôm nay luôn đó. Và đây là tất cả nguyên liệu cùng có. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có chùm ruột ha. Chùm ruột thì các anh chị và các bạn nên sử dụng những cái trái chùm ruột mình lựa, những cái trái chùm ruột to như thế này nè, mọng nước như thế này, thì khi mà các anh chị và các bạn xên á thì nó sẽ không có bị mất thịt ha và nó sẽ không có bị nát. Mình lựa những cái trái to như thế này thì sẽ rất là ngon. Rồi bây giờ thì mình sẽ mang đi rửa sạch để ráo. Sau khi mà mình rửa sạch để ráo rồi thì các anh chị và các bạn sẽ tiến hành mình bỏ vô cái túi đá, túi á, một cái bịch nào đó, bịch ni lông, và mình tiến hành bỏ vô ngăn đá tủ lạnh qua đêm ha. Cái trái trầm ruột của mình đó, nó sẽ không có bị dập ha. Mình cứ đông đá lại như vậy. Mình cứ làm buổi tối rồi mình bỏ đông đá, sáng ngày hôm sau mình bắt đầu mình làm lại. Mình làm những cái bước tiếp theo thì như vậy thì rất là nhanh, không có quá khó nha. Rồi mình sẽ bỏ vô những cái túi như thế này và mình chàn đều bỏ vô ngăn đá tủ lạnh cho nó đông lại. Rồi sau khi mà mình đông đá rồi, được một ngày rồi, thì chúng ta sẽ lấy ra cho các anh chị và các bạn coi ha, cái trái chùm ruột của mình nó đông đá. Thì khi mà các anh chị và các bạn đông đá thì không nhất thiết mà 8 tiếng hay 12 tiếng sau mình làm đâu. Thì cứ khi nào mình rảnh thì mình mang ra mình rã đông tự nhiên, rồi mình vắt nước rồi mình làm thôi. Đây là mình đông được một ngày rồi nè, nên cái trái chùm ruột của mình nó đông cứng như thế này nè ha. Đó, nó rất là đông cứng luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đổ ra một cái thau và mình để cho cái trái chùm ruột của mình nó rã đông tự rã đông luôn nha. Mình không có ngâm nước nha, mình cứ để cho nó tự rã đông. Thì mình cứ đổ ra đi rồi mình quay đi cỡ khoảng 2 tiếng sau mình quay lại, thì cái trái chùm ruột của mình nó sẽ rã đông nước ra. Rồi sau một lúc mình để cỡ tầm được một tiếng mấy rồi, mình cũng nôn nóng lắm, nên là mình quay lại thì mình cảm thấy rằng cái trùm ruột của mình đã vắt nước được rồi. Thì các anh chị và các bạn vắt bỏ bớt nước thôi, mình không có vắt kiệt nước nha, mình vắt sơ sơ thôi. Tại vì mình muốn ăn cái trùm ruột của mình nó có cái vị chua chua, nó không có bị quá ngọt, nên là mình vắt tầm 50% lượng nước ở trong cái trái trùm ruột thôi nha. Đó, các anh chị và các bạn đừng có vắt kiệt sức quá thì cái trái trầm ruột của mình nó vẫn còn nước ở trong. Đó, mọi người nhìn nè, mình vắt rất là dễ dàng luôn và nó ra rất là nhiều nước chua luôn đó. Đây là cái nước chua nè, mọi người thấy không ạ? Với tầm ruột như thế này thì mình sẽ vắt ra được như vậy nước ha, và mình sẽ bỏ cái nước này đi. Và cái trầm ruột mà mình vắt nè, các anh chị và các bạn thấy không ạ? Nó không có bị kiệt nước ha, nó vẫn còn cái nước ở trong. Và cái trầm ruột của mình nó không có bị nát cái trái trầm ruột á. Cái cách này thì rất là nhanh gọn lẹ luôn và không có bị mất công sức quá nhiều. Và sau khi mà các anh chị và các bạn vắt kiệt nước ra rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình cân cái trầm ruột này lên. Thì khi mà mình vắt nước xong mình mới bắt đầu mình cân ha, thì mình cân ở đây được 2 kg. Và 1 kg trầm ruột thì mình ăn cái độ chua, độ ngọt nó không nhiều, thì mình sẽ cho dao động tầm 1 kg, là mình sẽ cho dao động từ 600 tới 800g đường ha, tùy vào gia đình của các anh chị và các bạn ăn ngọt ít hay ngọt nhiều mà chúng ta có cái lượng đường gia giảm theo sở thích. Nhưng mà mình cảm thấy dao động từ 600 tới 800g đường cho 1 kg thì mình cảm thấy nó ngon. Rồi kế tiếp thì mình sẽ cho một muỗng canh muối vô đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ trộn đều lên. Và sau khi mà các anh chị và các bạn trộn đều rồi thì mình để ở nhiệt độ phòng cỡ tầm 2 tiếng sau mình mang đi mình xên cũng được nha. Còn nếu mà các anh chị và các bạn không có thời gian thì chúng ta cũng có thể bỏ vô ngăn mát tủ lạnh qua đêm, rồi ngày hôm sau mà mình tiến hành mình xên. Mình cứ làm từ từ thôi. Còn nếu mà các anh chị và các bạn muốn làm liền thì mình để ở nhiệt độ phòng tầm 2 tới 3 tiếng sau thì mình sẽ đi mình xên nhé. Rồi sau ngày hôm sau thì mình sẽ tiến hành mình bỏ ra mình xên. Cái trầm ruột này nó đã thấm đường rồi, thì bây giờ thì mình sẽ đổ vô. Và cái lượng đường ở đây thì mình cho rất là ít so với lượng đường mà các anh chị và các bạn hay thấy mọi người chia sẻ. Đây là mình không có quá nhiều nước trong cái trầm ruột này ha. Thì các anh chị và các bạn cứ cho lên bếp và mình xên, thì tí nữa cái nước ở trong cái trái trầm ruột nó sẽ ra thêm. Đây là các anh chị và các bạn đừng có lo lắng ha. Và khi mà nó sôi lên như thế này rồi thì các anh chị và các bạn sẽ giảm lửa nhỏ nhất.
và mình cứ xên, mình giống như mình kho cá kho thịt đó, mình xên thật là lâu với lửa nhỏ thì cái trái tầm ruột của mình nó sẽ lên màu đẹp tự nhiên. Còn các chị và các bạn nôn nóng mà mình làm bằng lửa lớn đó, thì cái trái tầm ruột của mình nó sẽ bị rụt và nó sẽ không có lên màu đẹp. Đây là khi mà mình xên này thì các anh chị và các bạn cứ xên lửa nhỏ, nhỏ nhất có thể ha, và cứ lâu lâu thì mình sẽ đảo một lần, đừng đảo quá nhiều, đảo quá nhiều thì cái trái tầm ruột của mình nó sẽ bị nát đó. Rồi sau khi mà mình xên được tầm 1 tiếng rồi thì nó bắt đầu lên màu rồi nè mọi người. Nhớ lưu ý cho mình là phải riu riu ở trên lửa nhỏ nha. Đó, và lúc này thì mình xên được cái tầm 1 tiếng mấy rồi nè, thì mình cảm thấy rằng cái tầm ruột nó đã rút nước rồi, nó đã rút hết nước rồi, thì mình sẽ cho một nguyên liệu đặc biệt vô đây. Thì mình cảm thấy cho một cái nguyên liệu này vô á thì nó rất là thơm. Mình sẽ cho vô đây là 3 trái tắc. 3 trái tắc này mình cân lên dao động từ 35 tới 40 gram ha. Cả vỏ luôn thì mình sẽ vắt vô như thế này. Cái trái tắc còn được gọi là trái hạnh nhé. Rồi mình sẽ vắt đều, vắt vô rồi mình sẽ trộn đều lên và mình xên thêm 10 phút nữa để cho cái tắc của mình nó thấm vô cái chầm ruột của mình và nó có cái mùi. Và trong cái quá trình mình xên đó, trong 10 phút đó thì cái chầm ruột của mình nó sẽ lên màu đẹp hơn ha. Rồi bây giờ thì mình đã cảm thấy rằng là đã rút hết nước thì mình sẽ bỏ ra một cái khay như thế này và mình đậy cái màn lưới lên trên và mình tiến hành mình mang ra nắng mình phơi trong vòng 3 tiếng. Phơi 3 tiếng nắng thì nó sẽ lên màu rất là đẹp luôn. Tại vì nếu mà các anh chị và các bạn không có thời gian phơi nắng á, thì nó sẽ không có được cái màu đẹp và bóng mướt như là các anh chị và các bạn phơi nắng đâu. Và đây là chầm ruột sau khi mà mình phơi một nắng rồi nè, mình cảm thấy rằng cái chầm ruột của mình lên màu rất là đẹp luôn. Và cái cách chia sẻ này thì mình cảm thấy rất là hài lòng luôn và mình rất là ưng ý luôn. Cái trái chầm ruột của mình không quá mềm, nó có cái vị dai dai, chua chua, ngọt ngọt và nó có cái mùi thơm của tắc á, nó làm cho cái mứt chầm ruột của mình rất là đặc biệt luôn đấy ạ. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm mứt chầm ruột tại nhà. Nếu mà mọi người cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like, một đăng ký, một hộ tinh thần cái mức của vợ nhé. Có những góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bà nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ?